chào tất cả mọi người, mình tên là Nguyễn Thị Thùy Dương. Năm nay mình 22 tuổi và ngày hôm nay mình đi đến nha khoa Happy để tháo niềng răng. Mình thật ra là hàm răng trước khi mà niềng răng của mình á, thì mình có hai cái răng khểnh. Mình thực sự thì cũng không có để ý đến cái việc đó đâu. Nhưng mà bỗng một ngày á, mình chụp hình chung với bạn á, thì bạn có nói với mình là ủa sao răng khểnh của mày nhìn giống răng năng quá vậy. Thì từ lúc đó mình mới để ý đến cái việc đó. Thì rồi dần dần á, mình chụp hình á, mình cũng ngại phải cười mà thấy được hàm răng á, xong mình chỉ cười mỉm mà thôi. Đó là cái xong rồi cuối cùng mình đã quyết định đi niềng răng và kéo hai cái răng khểnh nó xuống. Với cái quyết định niềng răng tại nha khoa Happy á, mình thấy rất là đúng đắn luôn. Thì như các bạn thấy thì sau khi gỡ niềng răng ra thì mình cảm thấy rất là hài lòng với hàm răng hiện tại của mình. Mình cảm thấy tự tin hơn khi mà khoe nụ cười trước ống kính. Sau khi gỡ niềng răng á, thì mình nhìn vào gương á, mình cảm thấy rất là bất ngờ luôn. Kiểu từ ngày trước mà mình đã cũng đã mong muốn niềng răng rồi. Không biết là khi mà răng khểnh của mình được kéo xuống, cái hàm răng nó thẳng đều nó như thế nào á, thì hôm nay mình mới được nhìn thấy á. Thì sau bao nhiêu thời gian thì cuối cùng mình đã nhìn thấy hàm răng của mình trong gương như thế, thì mình cảm thấy rất là vui. Tôi vừa bất ngờ vừa vui và cảm thấy rất là hài lòng. Mình cảm thấy nha khoa Happy á, có đội ngũ nhân viên nè, nên chị tư vấn rất là nhiệt tình. Bác sĩ có chuyên môn chuyên khoa cao á, cho nên là mình cảm thấy rất là an tâm. Mình có một số lời nhắn nhủ đến với các bạn đang có ý định niềng răng là các bạn đừng ngần ngại, tại vì sau khi niềng răng á, thì mình sẽ có một nụ cười đẹp nè, rồi cảm thấy hàm răng thẳng đều hơn và mình sẽ cảm thấy tự tin hơn. Và khi mà niềng răng á, khoảng thời gian đầu thì nó hơi khó khăn một chút xíu thôi, nhưng mà dần dần quen á, thì mọi thứ đều ok hết, đều ổn hết thôi, cho nên là các bạn không cần phải sợ khi mà niềng răng tại nha khoa Happy.